Vâng, phải nói là một chiếc xe rất là đẹp luôn. Tuy nhiên là già theo năm tháng một chút thôi, chỉ đẹp thời gian, nhưng mà đây là một chiếc xe nhìn phê luôn các bác ạ. Một chiếc xe mà em đã bán cái giá là 268 triệu đồng công khai không bao bớt. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản và được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đây là một chiếc xe Toyota Corolla Altis đời 2009 bản 2.0 full kịch, dành cho những anh em nào yêu thích một chiếc xe chất. Một mẫu xe ngon lành cành đào có đuôi gió thể thao. Và chiếc xe này là của một bác cũng là thuộc hàng đại gia của Hải Phòng. Bác ấy đi chiếc xe này cũng đã được nhiều năm rồi, và bây giờ là bác ấy lên đời cho xế yêu. Bác ấy để lại chiếc xe này cho em Vũ Duy Ô Tô. Và chiếc xe này em đang bán cái giá là 268 triệu đồng. Các bác nào mà yêu cái dòng Corolla Altis mà muốn mua một chiếc xe nhập khẩu số tự động bản full 2.0 gảy số vô lăng thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. À quên, con này còn có cả cửa sổ trời luôn các bác ạ. Vâng, đời 2009, form mới, nhìn đẹp và led căng luôn. Đấy, không hề lỗi mốt theo thời gian. Và chiếc xe này thì rất thích hợp với các bác nào mà yêu thích một chiếc xe biển 4 số 16M4869 chưa ra khỏi Hải Phòng một lần nào. Về form thì các bác nhìn nè, rất là luột là luôn nhá. Và chiếc xe này thì bên nhà em đang bán giá rất là hời, hợp lý. Nên là bác nào mà cảm thấy mà yêu thì các bác đừng chần chừ, mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, xe vừa về xong, nó vẫn còn nóng hổi, vừa thổi vừa sôi. Và cái xe này thì đăng kiểm đầy đủ, đàng hoàng cho các bác luôn. Nên là bác nào mà thích cái dòng xe Corolla Altis nhập khẩu và muốn mua một chiếc xe cứng chất thì em mời các bác qua xem xe. Một mẫu xe 5 chỗ ngồi, thoải mái, rộng rãi, tiện lợi. Và không phải là Camry đâu. Camry đời này thì nó rơi vào tầm khoảng, nếu mà Camry Mỹ thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 4 đồng. Còn Camry mà các bác là Camry Việt thì nó phải rơi vào tầm khoảng loanh quanh 300. Còn chiếc xe này em bán cái giá là 268 triệu đồng với form đèn led, form mới luôn các bác ạ. Đời 2009 và đây cũng là một chiếc xe ngon lành cành đào, điều hòa auto, có màn hình cam lùi, rồi option đầy đủ, gãy số vô lăng. Đấy, mặt táp lô xe là còn zin nguyên. Và nói chung là với cái tầm tiền 268 triệu đồng thì thực sự đây cũng là một cái mẫu xe vô cùng hợp lý, giá hời cho những anh em nào mà yêu thích một chiếc xe đẹp. Thế các bác nào mà cảm thấy yêu thì em mời các bác qua cửa hàng xem xe luôn. Và chiếc xe này thì đấy, em đang để tại đây. Đấy, mà với cái nắp sơn đồng sơn bên ngoài quá tuyệt vời rồi. Cam kết đảm bảo các bác là keo chỉ zin, đấy, tôn vỏ zin cứng và cam kết là không có lỗi lầm. Mã số zin, máy ngon và gầm bệ rất là chắc chắn luôn nhá. Biển Hải Phòng 16M4869. Đấy, các bác nhìn này, chưa ra khỏi tỉnh lần nào, biển 4 số luôn, rút hồ sơ bình thường. Mặt ca lăng đẹp, đấy, logo Toyota nổi bật rõ ràng. Và em này thì được cái điểm cộng là hai quả đèn của xe thì trong vắt luôn, vì các bạn có đi đêm mấy đâu. Thế nên là đèn nó rất là trong và như mới tinh luôn. Đấy, cản dưới gầm này. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ cản dưới gầm đây. Và đây cũng là một chiếc xe vô cùng hợp lý với cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm dưới 300 đến hơn 200. Thì sự lựa chọn Corolla Altis là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Rất hợp với các bác nào mà thích gọi là một chiếc xe cứng. Đấy, tôn vỏ thì ngon lành cành đào. Và độ êm ái của máy cũng như là độ đầm chắc của hệ thống giảm xóc cho lò xo, hệ thống treo của xe thì cực kỳ yên tâm. Dàn lốp của xe đang sử dụng là dàn lốp Michelin Premacy 4 với lốp 205-55 la răng 16. La răng đẹp, phanh đĩa đầy đủ. Và đây là một chiếc xe đời, cái lốp này là 2019, nhưng mà đến bây giờ thì lốp nó vẫn còn rất là dày. Cua lốp sạch sẽ và không hề bị mục vặt tí nào. Tôn vỏ thì dày căng, đấy, tôn sườn này, khỏi bàn. Đấy, và các bác yêu thì các bác cứ qua nhích ngay em này. Keo chỉ đây, các bác nhìn này, toàn bộ chỉ keo cánh này này. Đấy, đến thời gian này, theo thời gian 5 tháng rồi. Nhưng mà được cái là em này thì đây, các bác này, đấy, toàn bộ cái phần bệ tì tay, kính điện là lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Và các cái phần da của xe thì sờ rất là mềm mịn luôn. Em này có cái nội thất ghế là nó hơi già theo 5 tháng nhá. Hơi già rồi các bác ạ, nó không phải là như mới nữa rồi. Nó hơi già theo 5 tháng rồi. Nhưng mà nội thất ghế thì được cái là không có rách, nó chỉ hơi sờn sờn một tí thôi. Nhưng mà được cái dòng này thì nội thất ghế nó rất là êm, ngồi thoải mái và nó rất là ôm người. Đấy, nội thất ghế của cái dòng xe Altis cũ thì đấy, bao giờ ngồi nó cũng sướng như này thôi. Và em này thì vô lăng khâu da là khâu da nguyên bản, chưa có độ chế thay vô lăng hay là khâu da thay lại nhá. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ cái phần vô lăng khâu da của nó còn đẹp. Đấy, phần phím bấm của xe thì còn rõ ràng. Và có mỗi cái logo này hơi chảy một chút theo thời gian thôi. Gãy số vô lăng trên này. Đấy, và xe thì nói chung là option chả thiếu cái gì. Lại còn có cả ga tự động luôn này. Đấy, một chiếc xe mà có cả ga tự động luôn. Mặt táp lô thì hơi cũ theo thời gian. Cái phần mặt táp lô là zin của hãng luôn. Thế nhưng mà nó theo thời gian rồi,
không tránh được những cái khiếm khuyết cái mặt táp lô này thì con nào cũng vậy. Đấy, có màn hình cho các bác và có cam lùi, điều hòa auto số luôn các bác ạ. Vâng, và nói chung là với cái tầm tiền khoảng hơn 200 thì thực sự là năm nay là xe rất là rẻ rồi. Con này thời trước là mua nó gần 400 mới hơn 400 cơ. Đấy, khoảng tầm 3-4 năm trước là như vậy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì thực sự cái giá của cái xe này nó quá là rẻ luôn các bác ạ. Đấy, tem nhãn đầy đủ nhá. Và đây là bản 2.0 đời 2009. Đấy, em nhập khẩu luôn. Và con này thì đây các bác nhìn này. Đấy, cửa sổ trời luôn, không thiếu một cái gì. Option thì full kịch rồi. Và giá của xe thì rất là mềm. Vâng, đấy, trông cái này thôi. Nhưng mà chiếc xe này thì em đang bán thì chỉ có 268 triệu đồng cho một mẫu xe lành bền đến từ thương hiệu của Nhật Bản Toyota Corolla Altis. Và em này thì được cái là có khóa khiển nhá. Đấy, đèn nổ start top, khóa khiển đàng hoàng. Đấy, cốp mở điện. Con này thì đóng ngay là cốp này. À, cốp mở này. Đấy, cốp mở hoạt động hoàn toàn bình thường. Em mở cốp trước, sau đó thì mở đến phần hậu sau. À, cốp mở này các bác ạ. Có cái chỗ để đồ ở bên trong này. Cực kỳ rộng rãi luôn, thoải mái luôn, để đồ ok. Đấy, và bên dưới này, lốp sơ cua đồ đầy đủ. Đấy, không thiếu một cái gì. Đồ nghề kích lốp các thứ là có luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, đồ đầy đủ luôn. Và vách lòng thùng các thứ của xe thì còn ngon cứng luôn. Rất thích hợp với các bác nào mà yêu thích một chiếc xe gọi là Corolla Altis đời 2009 nhập khẩu bản full. Đấy, thì đây là một chiếc xe rất là hợp lý cho các bác. Nói chung là với tiền, tầm tiền bây giờ loanh quanh ở 2-300 thì nó rất nhiều sự lựa chọn các bác ạ. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn dành cho những chiếc xe gia đình. Nhỏ cũng có, to cũng có, nhưng mà với cái mức giá như chiếc xe này, nó rẻ ngang bằng một chiếc Kia Morning bản nhập đấy, 2011. Thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Con này thì hơn hẳn Morning rồi. Rộng hơn Morning này, đi sướng hơn Morning này. Đấy, đầm chắc hơn Morning này. Và độ sang chảnh thì nó là phân khúc cao rồi. Thế nhưng mà đúng là giá năm nay thì đúng là thực sự là không biết đâu được mà lần. Năm nay giá của những chiếc Kia Morning nó còn rẻ ngang bằng những chiếc xe này. Đấy, nói bảo rẻ ngang nhưng thực ra là đây là chiếc xe rẻ hơn Morning. Đấy, Morning bản nhập full kịch là nó rơi vào tầm khoảng 260-270. Nhưng mà chiếc xe này thì bây giờ em bán cũng chỉ có 268 triệu đồng thôi. Thì các bác bảo là nó có rẻ hay không. Đấy, xe thì không có mục ngọt nhá. Đấy, còn nguyên bản không có mục ngọt. Cam kết đảm bảo anh em là về yên tâm chỉ bước đi. Tôn vỏ thì rất là dày. Dòng này tôn vỏ nó rất là dày luôn. Đấy, đó, cánh cửa này, đóng mở này. Đấy, xe rất là chắc luôn và không hề có bị lỗi lầm. Nói chung là theo năm tháng thì không thể tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Ví dụ như cái chỗ này nó hơi kém một tí, chỗ kia hơi kém một tí, nhưng mà được cái là keo chỉ là zin. Đấy, keo chỉ cánh là zin luôn đấy các bác. Và xe thì nó lành bền. Đấy, các bác mua những mẫu xe này thì rất là hợp lý luôn. Về vừa là túi tiền, vừa là độ đàm chắc. Đấy, sang chảnh sướng đấy nhá. Đấy, mặt táp lô đồ để đồ thì rất là rộng rãi và nhiều chỗ để đồ luôn. Đấy, 2009 đến bây giờ mà xe vẫn còn được cứng như này. Đấy, tôn vỏ dày, cột keo keo chỉ đảm bảo cho các bác luôn là đinh hàn đinh tán còn nguyên nhá. Và đăng kiểm đến tháng 12 năm 2024 luôn. Đấy, tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, không hề có lỗi lầm. Gầm bên này các bác nghe, gầm bên này. Đấy, theo thời gian rồi gầm nó vẫn còn được đẹp như này mà. Đấy, các bác nhìn gầm bên này. Đấy, toàn bộ phần gầm nhá. Đấy, hôm nay là một mẫu sedan hạng sang, gầm thấp nhưng mà được cái là ngồi rất là sang chảnh. Đấy, kính điện lên xuống nhanh. Và đề nổ là ui xa, cũng có cả đề nổ thông minh cơ. Máy đề rất là êm. Đấy, tua máy thấp, cái này tí nó xuống giờ đấy ạ. Và các bác để ý là mới chạy được có 15.9 thôi. Cái này thì nhà em chẳng cần phải tua. Nhìn cái vô lăng là biết ngay. Nhìn vô lăng, nhìn cần số là biết ngay. Không cần phải tua làm cái gì cả. Đấy, có cả ga tự động đầy đủ. Và xe thì có gãy số vô lăng. Nói chung là một chiếc xe tương đối là hiện đại. Đấy, cửa sổ trời hoạt động này, có cửa sổ trời đây. Đấy, các bác nhìn cửa sổ trời rất là lãng mạn luôn đấy các bác nhá. Và em này thì em sẽ mở khoang máy. Ui, máy nổ nhưng mà sao êm đấy nhỉ. Gần như là không nghe tiếng máy luôn các bác ạ. Em ngồi như này là không nghe tiếng máy luôn. Máy rất êm, động cơ 2.0. Máy êm và không hề lỗi lầm. Đấy, động cơ đua VTVI. Máy 2.0 này. Máy số thì khỏi bàn. Con này được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên rồi. Cái chất máy thì quá ok. Đấy, số zin nhá các bác nhá. Số zin, máy mượt mà, êm ái. Và đây là một chiếc xe có đầy đủ ABS đàng hoàng. Đấy, đầu răng hai bên này. Đấy, cũ theo thời gian thôi, nhưng mà được cái là chất. Và xe thì cabo là ốc, các cái lỗ nó còn tròn nguyên. Đấy, không hề lỗi lầm. Đấy, các bác mua những cái dòng xe như thế này về thì rất là hợp lý. Giá cả hợp lý này. Xe thì
chất vừa cứng và độ bền bỉ của những chiếc xe nhập khẩu thì các bác biết rồi, bản 2.0 nhập khẩu cơ mà. Đấy, máy số thì khỏi bàn luôn nhá. Và em này thì bên em đang bán cái mức giá là 268 triệu đồng cho một chiếc Corolla Tít đời 2009 và nhập khẩu bản full. Các bác nào mà thích gọi là xe nhập khẩu bản full và muốn mua một chiếc xe cứng chất thì em mời các bác qua cửa hàng xem xe. Đấy, trải nghiệm luôn mẫu xe này. Một chiếc xe không thể bỏ qua với cái tầm giá loanh quanh rơi vào tầm khoảng như em này là em đang bán cái mức giá là 268 triệu đồng. Rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời và rất vui khi được các bác có những chiếc xe hợp lý tại Mbuji. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.